2 cộng 2 trừ 3 cộng 5 cộng 1 cộng 2 trừ 8 cộng 1 cộng 1 cộng 5. Đáp án 8 hả? 8 đúng thầy, khóa có sai. Vâng, 8 là đáp án chính xác. Wow, các con có thấy Khánh Ngọc tuyệt vời không? Xin chào, thầy Cường xin chào các anh chị phụ huynh cùng tất cả các con thân yêu của thầy. Bao nhiêu trong số các bạn nhỏ đã nghe rõ thầy nói, thấy được hình ảnh của thầy rồi, comment xuống cho thầy số 2 nào các con. Đúng rồi, em chào thầy Minh Nhi, Thu Ngọc, Lê Tường Văn, Nguyễn Lê Cát Tường, Thanh Thảo, Minh Tâm, Ngọc Hà. Ngọc Hà ngồi thẳng nè, đúng rồi đấy. Phú Ngọc Châu, ba mẹ con đang học với nhau luôn hả? Gia với con một cái nào mẹ. Đúng rồi. Yeah. Rồi, ở đây thầy cũng thấy nè. Huy với lại Tiến với lại bé Ly. Ba anh em ngồi học với nhau luôn. Rồi, ok, các con comment xuống cho thầy số 2 nha. Là cái màn hình của thầy siêu to khổng lồ như vậy nè, thầy thấy hết cả ngàn các bạn đấy. Các bạn đang ngồi học rất là tập trung, rất là hào hứng để chờ đón cái buổi học ngày hôm nay đúng không? Comment xuống số 2 nha. Số 2 sẽ thay cho lời chào thân thương của buổi tối ngày hôm nay thầy gửi đến cho các con, và các con cũng gửi đến cho thầy để thầy có 500% năng lượng luôn, thầy dạy cho các con những kiến thức hay. Bao nhiêu trong số các bạn nhỏ của thầy muốn học những kiến thức hay nè, muốn trở lên xuất sắc hơn, yêu thích môn toán và yêu thích môn học tập hơn, thì giơ hai tay với thật mạnh cho thầy xem nào. Đúng rồi, với thật mạnh nào. Yes. Đúng rồi, các bạn nhỏ thì phải năng lượng như vậy chứ. Các bạn nhỏ mà ủ rú như vậy thì làm sao mà học, đúng không các con? Yes. Ok. Rồi. Bây giờ, ngày hôm qua buổi re-training nè, thầy đã giới thiệu về mình cho các anh chị phụ huynh rồi nè. Rồi buổi thứ nhất của các bạn 4 đến 8 tuổi, chúng ta cũng làm quen với nhau rồi đúng chưa? Nhưng các bạn 9 đến 14 tuổi thì chưa biết về thầy, cho nên thầy sẽ giới thiệu về mình cho các bạn biết nha. Thầy tên là thầy Lê Mạnh Cường, chuyên gia đào tạo và huấn luyện toán tư duy quốc tế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo của mình á, thầy đã giúp cho hàng nghìn học trò trên cả nước có được một cái phương pháp học tập hiệu quả. Thầy đã đào tạo ra hàng trăm giáo viên, giúp cho các giáo viên có được một cái công việc cũng như là việc làm tốt hơn. Bao nhiêu trong số các bạn nhỏ của thầy muốn trở nên xuất sắc hơn, comment xuống cho thầy là con xuất sắc. Đúng rồi, comment xuống cho thầy là con xuất sắc. Yes. Ở trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta chỉ comment những điều tích cực và những gì mà thầy, những cái bài tập, những cái đáp án mà thầy yêu cầu các con comment nha. Ví dụ các con làm ra phép tính nè, rất là nhanh trong 1 giây thì mình comment đáp án xuống. Được không? Comment xuống cho thầy là con xuất sắc. Các bạn nhỏ của thầy là những bạn nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, các ba mẹ gửi đến cho thầy để học trong buổi học ngày hôm nay. Và ba mẹ cũng nhắn tin cho thầy là thầy ơi, các con của em ngoan ngoãn lắm, các con của em giỏi lắm, mà thầy hãy dạy cho các con những cái bài học hay đi. Đúng không? Vậy cho nên comment xuống cho thầy là con xuất sắc nha. Và ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các con rất nhiều phương pháp hay luôn, rất nhiều bài học hay luôn. Có những bài học ở trên chương trình quảng cáo đấy, các con thấy, ba mẹ thấy, ba mẹ đã ấn vô đấy. Và ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các con. Và đây chính là những cái phương pháp trong cái chương trình, trong cái khóa học mà thầy dạy có tên là siêu toán bản tính nha các con nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu với những bài học đầu tiên. Chuẩn bị 3 trừ 1 cộng 5 trừ 1 cộng 1 trừ 5. Đáp án bằng mấy nào các con? Wow, các bạn nhỏ của thầy siêu giỏi luôn. Quá tuyệt vời. Cho tất cả các con một tràng pháo tay nào. Reo với ba mẹ mình một cái đi các con. Reo với ba mẹ mình một cái nữa. Đúng rồi, các anh chị khen các con cái nha. Các bạn nhỏ của mình rất là xuất sắc. Một câu nữa nha, dài hơn. Minh Ngọc sẵn sàng thi với thầy. Ai muốn tham gia vào đội tuyển thì phải chiến thắng thầy nha.
Sẵn sàng, ai muốn chiến thắng thầy không? À, ngồi thẳng lưng lên này. Hít một hơi thật sâu. Thở ra và cười. Rồi, sẵn sàng. Chuẩn bị. 3 cộng 1 trừ 2 cộng 1 cộng 5 trừ 5 cộng 1 trừ 3 cộng 6 gộp một hạt trên và một hạt dưới vào. Đáp án bằng mấy nào các con? Wow! Bằng 7 là đáp án chính xác. Tuyệt vời quá. Yes, xuất sắc. Rồi, thầy xin mời một bạn lên biểu diễn đi. Và thầy xin mời bạn Khánh Ngọc đi. Khánh Ngọc lớp 4 nè. Rồi, Khánh Ngọc biểu diễn cho các bạn xem nha. Rồi, sẵn sàng chưa Khánh Ngọc? Rồi, Khánh Ngọc à, bây giờ con giới thiệu về mình cho các thầy cô này, cho các bạn, cho các cô dì chú bác biết về mình được không? Nói to lên nha. Con chào cô và các bạn. Tớ tên là Nguyễn Khánh Ngọc, tớ học lớp 4 trường tiểu học Hoàng Liệt. Năm nay tớ 9 tuổi. Yes, 9 tuổi. Khánh Ngọc là học viên của Học viện Amora đấy. Bây giờ Khánh Ngọc nha, biểu diễn về solo band đi. Biểu diễn về solo band cho các bạn thấy là con có thể tăng tính nhanh như thế nào nha. Ok không? Có ạ. Ok, rồi sẵn sàng. Một chữ số trước đi, tại vừa nãy giờ các bạn học một chữ số thì mình tính một chữ số trước nha. Sẵn sàng, chuẩn bị. 2 cộng 2 trừ 3 cộng 5 cộng 1 cộng 2 trừ 8 cộng 1 cộng 1 cộng 5. Đáp án 8 ạ. 8 đúng thầy, hóa con sai. Vâng, 8 là đáp án chính xác. Wow, các con có thấy Khánh Ngọc tuyệt vời không? Chưa đâu, mấy này mới chỉ là cái cơ bản thôi. Thầy đọc nhanh hơn nữa nha Khánh Ngọc. Sẵn sàng. Sẵn sàng, chuẩn bị. 3 cộng 1 cộng 5 trừ 8 trừ 1 cộng 2 cộng 5 trừ 6 cộng 3. Đáp án 4 ạ. Hay không? Thầy bị ngớ người luôn rồi. Hay, cho Khánh Ngọc một tràng vỗ tay rồi các con. Rồi, Khánh Ngọc có gì muốn chia sẻ với các bạn sau cái khóa học của con á, thì con thấy mình có tính nhanh nhẹn không? Có tự tin hơn nữa không? Con sau khi học khóa học của thầy thì con rất là tự tin khi mà đứng lên trước mà mọi người, và con tự nhiên con đến lớp đi và ê, biết tính nhanh không? Xong các bạn kiểu không, sao mà tính nhanh được? Tính nhanh có mà chỉ dùng số 3, nhưng mà tớ chả học đâu, lười lắm. Sao ra con biểu diễn? À, sao con biểu diễn luôn hả? Biểu diễn luôn chứ. À, rồi ok, tuyệt vời lắm Khánh Ngọc. Xong rồi mấy bữa nay là con tham gia chương trình với thầy, là con học cả khai phá logic rồi con còn học cả siêu tuyến bản tính rồi đúng không? Cho nên là bây giờ mình cũng giỏi hơn nữa, mình lên lớp mình biểu diễn nữa nha. Rồi con có gì muốn nói với các bạn không? Chúc các bạn học tập sao. Các bạn luôn chúc các bạn luôn học tập tốt và mà luôn theo đuổi ước mơ. Rồi thầy xin cảm ơn Khánh Ngọc. Ước mơ của con là gì nè? Ước mơ của con là trở thành ca sĩ ạ. Ok. Làm gì để trở thành ca sĩ? Phải làm như thế nào? Luyện tập ạ. Và kiên trì. Luyện tập và kiên trì. Rồi. Ok. Thầy chúc cho ước mơ của con sớm thành hiện thực nha. Ok Khánh Ngọc. Đây thì xin cảm ơn Khánh Ngọc. Khánh Ngọc biểu diễn tốt lắm. Rồi. Cảm ơn Khánh Ngọc nha. Rồi bao nhiêu trong số các bạn thấy Khánh Ngọc rất là tự tin? Khánh Ngọc chia sẻ là sau khóa học là bây giờ mình lên trên lớp mình học tốt hơn, mình tự tin biểu diễn với các bạn luôn á. Các con có muốn được như vậy không? Bao nhiêu trong số các bạn nhỏ thấy Khánh Ngọc rất là tự tin và tính nhanh thì comment xuống chữ xuất sắc đi. Rồi mình khi mà mình thấy rằng các bạn giỏi mà mình vui á, thì chắc chắn là cũng sẽ tới lúc mà mình cũng sẽ rất là giỏi và giỏi hơn các bạn nữa, cũng xuất sắc luôn. Comment xuống cho thầy là xuất sắc.